Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành bài lab đầu tiên trong khóa học BA100 của DataPort. Mục tiêu của bài lab này, các bạn có thể làm quen được với giao diện của Power BI Desktop để import dữ liệu và thực hành import dữ liệu từ nguồn SQL Server và CSV. Để chuẩn bị cho bài học này, các bạn cần cài đặt Power BI Desktop và truy cập vào link handout sau của khóa học để tải hai file dữ liệu. Các bạn truy cập vào link sau. Các bạn tải về hai file dữ liệu bao gồm colorformats.csv và resellersaletarget.csv. Sau khi tải xong hai file dữ liệu, các bạn mở giao diện Power BI Desktop để thực hành import dữ liệu. Trong bài học này, mình sẽ import dữ liệu từ hai nguồn đó là SQL Server và file CSV. Đầu tiên, để import dữ liệu từ nguồn SQL Server, các bạn chọn Get Data, SQL Server. Trong giao diện để kết nối với SQL Server Database, các bạn cần cung cấp thông tin liên quan đến server. Thông tin này đã được nốt trong phần handout của lớp học. Các bạn mở phần handout. Các bạn copy phần thông tin liên quan đến server, paste vào phần server trong giao diện import dữ liệu. Sau khi paste xong phần dữ liệu liên quan đến server, các bạn có thể nhìn thấy có một số option khác bao gồm database. Database này mình có thể điền tên của database sau khi mình kết nối dữ liệu đến SQL Server. Phần Data Connectivity Mode mình chọn là Import. Phần Advanced Option, ở đây mình có hai lựa chọn. Thứ nhất là Common Timeout in Minutes và SQL Statement. Common Timeout in Minutes, các bạn có thể chọn thời gian timeout sau khi Power BI kết nối dữ liệu đến SQL Server. Và phần SQL Statement, các bạn có thể viết một số câu lệnh SQL để giới hạn tính toán các dữ liệu được lấy từ SQL Server. Ở ba option cuối, các bạn chọn cho mình lựa chọn đó là Include Relationship Columns. Vì mình đang làm việc với cả Relational Database, nên nó sẽ chứa thông tin về mối liên hệ giữa các bảng với nhau. Lựa chọn này sẽ giúp chúng ta có thêm các thông tin về mối liên hệ giữa các bảng. Sau khi chọn xong các chứa thông tin, các bạn ấn OK. Ở đây sẽ hiện ra, hiển thị ra các chế độ để có thể đăng nhập được vào server. Ở đây mình có 3 chế độ đăng nhập, thứ nhất là Windows, Database và Microsoft Account. Trong phần lab này chúng ta sẽ sử dụng chế độ là Database. Sau khi mọi người click vào Database, sẽ có hai trường thông tin mình cần đăng nhập, mình cần điền. Thứ nhất là Username và Password. Hai trường thông tin này cũng đã được nốt lại trong file handout gửi mọi người của lớp học. Mọi người mở phần handout, mọi người copy phần thông tin liên quan đến User. Phần thông tin này sẽ tương ứng với phần Username trong tab Database và phần Password. Sau khi điền thông tin về Username và Password, mọi người ấn phần Connect. Mọi người ấn OK. Sau khi điền đúng thông tin về Username và Password, các bạn sẽ đến được với giao diện lựa chọn Dataset của SQL Server. Trong phạm vi khóa học này, mình sẽ sử dụng Dataset đó là Adventure Work DW 2020. Để có thể xem được các table nằm trong Dataset này, các bạn click vào mũi tên bên trái của Dataset. Đây là các danh sách các table nằm trong Dataset. Để lựa chọn nhiều Dataset, các bạn tích vào mũi tên cái ô trống bên trái của phần table. Ở phần lab này, chúng ta sẽ lựa chọn các table như DIM Employee, DIM Employee Sales Territory, DIM Product, DIM Reseller, DIM Sales Territory và Fact Reseller Sale. Sau khi tích chọn các bảng dữ liệu, các bạn thực hành import dữ liệu vào Power BI bằng cách click vào Transform Data. Sau khi click vào Transform Data, Power BI sẽ điều hướng các bạn đến với giao diện Power Query Editor. Ở giao diện này, các bạn nhìn phần bên trái sẽ thấy 6 table chúng ta đã được load vào trong Power BI Desktop.
Các bạn có thể click vào từng table để có thể view được thông tin chi tiết dữ liệu nằm trong các table đó. Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, mình tiếp tục import dữ liệu từ hai file CSV vào Power BI bằng cách các bạn vào phần New Sort, chọn phần Text and CSV. Ở đây các bạn điều hướng đến địa chỉ chứa hai file CSV. Ở đây mình điều hướng đến địa chỉ để lấy file Color Format. Mình chọn file Color Format, ấn phần Open. Trong giao diện Load File CSV vào Power BI, các bạn thấy một số lựa chọn bao gồm File Origin. Đây là bộ mã để có thể đọc được file dữ liệu đó. Ở đây các bạn lưu ý rằng khi một file dữ liệu CSV của các bạn chứa ký tự liên quan đến tiếng Việt thì các bạn lựa chọn file định dạng đó là 65001 Unicode UTF-8. Delimiter là các ký hiệu để có thể ngăn cách dữ liệu trong file dữ liệu đó. Phần Data Type Detection có 3 lựa chọn. Thứ nhất là Based on First 200 Rows. Lựa chọn này Power BI sẽ dựa trên 200 row đầu tiên của bảng dữ liệu để có thể định dạng được loại dữ liệu của từng cột trong file dữ liệu. Thứ hai là Based on Entire Dataset. Ở lựa chọn đầu tiên thì 200 row dữ liệu có thể Power BI sẽ định dạng dữ liệu không được chính xác. Lựa chọn thứ hai mình có thể lựa chọn dựa trên toàn bộ dataset để Power BI có thể đánh giá được đúng loại dữ liệu của file đó. Tuy nhiên, khi sử dụng lựa chọn này thì Power BI sẽ phải quét toàn bộ loại file của mọi người để có thể lấy ra được data type chính xác. Việc sử dụng tính năng này có thể sẽ làm chậm hiệu năng của Power BI bởi vì nó sẽ quét qua toàn bộ dữ liệu. Ngoài ra còn một lựa chọn khác đó là Do Not Detect Data Type. Khi các bạn đã biết được data type chính xác của cột dữ liệu đó là gì thì các bạn có thể lựa chọn định dạng là Do Not Detect Data Type này để mình có thể lựa chọn cột định dạng dữ liệu sau này. Ở đây mình sẽ lựa chọn định dạng đó là Based on First 200 Rows. Sau khi lựa chọn xong các trường thông tin, mình ấn phần OK để tiến hành load dữ liệu vào trong Power BI. Sau khi load xong phần File Color Format thì sẽ có một bảng dữ liệu mới được thể hiện ở bên trái màn hình. Đó là File Color Format tương ứng với cả file dữ liệu Color Format mình đã load dữ liệu vừa nãy. Tiếp theo, mình sẽ load thêm một bảng dữ liệu đó là File Color Cell Target bằng cách mình ấn phần New Sort, chọn Text and CSV. Mình điều hướng đến địa chỉ chứa file Reseller Cell Target. Mình chọn file và ấn Open. Ở đây cũng sẽ hiện ra các định dạng tương tự như khi load file CSV. Mình kiểm tra các lựa chọn này xong, mình ấn OK để tiến hành load dữ liệu vào trong Power BI. Sau khi load xong toàn bộ bảng dữ liệu thì mình kiểm tra lại toàn bộ bảng dữ liệu bằng cách kích vào từng bảng dữ liệu để có thể view được dữ liệu bên trong đó. Sau khi kiểm tra xong, mình lưu lại file bằng cách ấn File, Save. Mình chọn Apply Later. Mình điều hướng đến địa chỉ mình muốn lưu file và ấn và điền tên file ở đây. Ở đây mình điền ở đây 2 và sau đó mình ấn save. Vậy là mình đã hoàn thành phần lab của buổi này. Các bảng dữ liệu được load vào trong Power BI sẽ được sử dụng để thực hành clean và transform dữ liệu. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.